Chào tất cả mọi người, và hiện tại thì mấy anh em đang ở Bình Dương Thủ Dầu Một, và hôm nay thì cũng là một cái clip mà mình muốn là quay cho mọi người về cái công đoạn mà bên mình lắp đặt và cũng như là một những hệ thống âm thanh được lắp đặt trong căn phòng này. Thì đây là cái không gian mà bên mình sẽ lắp đặt mọi người ha. Đối với những cái căn phòng như thế này, bình thường mà chúng ta chưa có xử lý gì mà chúng ta bốn bức tường đều là bê tông bình thường á, thì chắc chắn rằng khi bước vào phòng mình nói nó sẽ bị vang rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái căn phòng này thì đã được khách hàng bổ sung thêm các cái chất liệu này kia rồi, cho nên là khi mình bước chân vào phòng này, mình test, mình nói chuyện này kia nó không có bị vang nhiều như những căn phòng thông thường khác. Bởi vì gia chủ xác định rằng là căn phòng này là căn phòng sẽ sử dụng cho lắp âm thanh để giải trí, cho nên là gia chủ đã cố tình để xử lý về vấn đề tiêu âm và cũng như cách âm cũng tương đối là ok rồi. Cái mặt trước của bức tường này á, thì được gia chủ bổ sung thêm một cái lớp dày đâu đó khoảng tầm 5 phân, bên trong là bông, và bên ngoài thì được sử dụng bằng một cái lớp da như thế này, thì nó có khả năng tiêu tán âm rất là ok mọi người ha. Đó, còn xung quanh ba vách phía sau đây thì nó là hai lớp mọi người. Đầu tiên là một lớp tường, sau đó là gia chủ gia cố thêm gọi là một khoảng cách đâu đó khoảng tầm 5 phân nữa để mà và lót một lớp nỉ ở phía trong rồi. Và phía mặt ngoài đây thì được gia chủ là trang bị đó là một lớp ván gỗ như thế này. Và ngoài ra thì mặt gỗ thì được gia chủ bổ sung thêm một lớp da như vậy. Đó, cho nên là nó cũng có khả năng là vừa tiêu tán âm và vừa khả năng cách âm, giảm bớt thì cái tỷ lệ âm thanh bị lọt ra ngoài quá nhiều. Và cái phần khung cửa đây á, thì là kiếng mọi người ha. Nhưng mà mai mốt đây thì gia chủ sẽ trang bị thêm là một cái rèm cửa đây nữa. Đó, nói chung là đối với về cái âm học của căn phòng này ở mức độ gia đình thì nó tương đối là ok rồi. Khi mà người chúng ta xác định lắp đặt một căn phòng, sử dụng một căn phòng để mà cho vấn đề giải trí lắp âm thanh á, thì chúng ta cố gắng chúng ta tập trung một xíu tới vấn đề là cái âm học một xíu. Ví dụ như sử dụng các cái chất liệu nỉ này kia, chúng ta trang bị như tường trên tường này kia, đó, nó giảm thiểu đi cái độ vang của căn phòng. Mọi người nhìn vào đây thì mình thấy là căn phòng này được gia chủ trang bị và bổ sung cũng khá là ok đó mọi người ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ quay căn cảnh chi tiết cái khâu lắp đặt để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ về cái vấn đề lắp đặt mà Thiên Vũ hay làm mọi người đó. Với hệ thống này thì mình phối ghép đó là một cặp loa Code 8. Đây là một thương hiệu tới từ Đức, mạng của nó là SE Code 8 mọi người ha. Một khi nhắc tới Code 8 thì những quý khách hàng đã từng sử dụng và những quý khách hàng đã có theo dõi kênh Thiên Vũ thì không còn lạ gì dòng sản phẩm này nữa. Bởi vì dòng sản phẩm này thì Thiên Vũ kinh doanh đâu đó cũng được tầm là 4-5 năm rồi. Chung là được khách hàng đánh giá khá là tốt về cái tính chất thẩm mỹ cũng như là chất âm. Nó không có quá cồng kềnh mà làm chiếm diện tích của căn phòng. Trong khi đó thì công suất của nó đáp ứng đâu đó là 250W và decibel đạt lên tới là 95 decibel, công suất hoạt động liên tục. Một chiếc loa nhỏ gọn như thế này thì chắc chắn rằng thì cái khả năng đáp ứng những tần số thấp thì nó sẽ không có thể nào nó đáp ứng được. Nó chỉ đáp ứng được tần số từ 80Hz cho lên tới là 20kHz. Cho nên là cặp loa này á, thì mình có phối ghép là một chiếc sub SE-MS3. Nhắc đến sub SE-MS3 thì Thiên Vũ cũng kinh doanh đâu đó cũng 4-5 năm rồi, được khách hàng đánh giá về tính chất thẩm mỹ cũng như chất âm và cũng như độ bền khá là cao. Cho nên là mình có ở căn phòng tầm 25-30m² thì mình vẫn hay sử dụng dòng sub này để phối ghép cho khách hàng. Và góc phụ của loa mọi người ha, góc phụ của loa này thì đạt đâu đó là 90x90. Thì với một góc phụ như vậy, từ nền lên tới vị trí đặt loa đâu đó là khoảng tầm 2m rưỡi. Và từ vị trí đặt loa ra tới sofa, vị trí khách ngồi đâu đó là 4m. Thì góc phụ mình đeo như vậy cho đến vị trí khách ngồi thì cũng khá là ổn. Thông thường thì với trường hợp ngồi quá gần thì mình đòi hỏi mình phải đặt bàn để cho nó có một góc phụ tốt hơn. Hoặc những cái vì cái trần nó quá cao đi, cao lên tới là 4-5m đi, mà vị trí ngồi đâu đó chỉ có 3m cho đến tới 4m thì mình cũng phải đặt bàn. Bởi vì là quá cao thì góc phụ đến tai và đến vị trí người nghe nó không được ổn cho lắm. Cho nên là
có những trường hợp mình phải đặt bàn và những trường hợp thì bắt buộc mình phải đeo ti như vậy. Còn đối với căn phòng này thì từ nền lên tới loa đâu đó chỉ có 2,5 mét thôi, cho nên là mình sẽ bắn ti như vậy cho nó không bị chiếm diện tích không gian của căn phòng mà mang lại tính chất thẩm mỹ cao hơn. Hệ thống này thì mình phối ghép cho khách hàng đó là một chiếc main DMX DXi 600 và một quản lý nguồn Misao của BS1. Về vang số thì mình phối ghép đó là một chiếc vang số JBL KX180A. Nhắc đến dòng JBL KX180A thì chắc chắn rằng chúng ta không còn lạ gì nữa ha, vì dòng sản phẩm này cũng khá là nổi ở thị trường Việt Nam rồi. Và kèm theo đó thì mình phối ghép cho khách đó là một bộ micro sau mic 599 Pro Halama. Dòng mic này thì Thiên Vũ kinh doanh đâu đó cũng được tầm là 4 đến 5 năm rồi và cũng được khách hàng đánh giá khá là tốt về cái chất âm và cũng như là cái tầm giá và những độ bền. Thì bây giờ thì mình sẽ setup hệ thống rồi một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng trở lại và nghe test thử chất âm khi mà combo này được phối ghép trong căn phòng 25m² thì âm thanh nó cho ra như thế nào mọi người ha. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Một mùa hè để ai ăn với cơn gió lừa trong nắng, có ai ngồi đây mà say đắm cơn mưa nào trên lối về, chỉ mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa em vào trong nhật ký như bóng ai từ phương trời xa xăm trong buồn khúc ca tương phùng hạ buồn như những áng mây tiết tha lòng cháy dù mối tình vẫn miên man trên vừa rồi thì mình đã có test một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận về cái combo này được lắp đặt trong căn phòng 25m² này, âm thanh nó cho ra như thế nào. Đánh giá về cá nhân bản thân mình thì vừa rồi thì mình cũng đã có hát và test thử một đoạn, thì mình có cái cảm giác như là nghe nó âm thanh nó rõ và hay hơn những cái bộ mà mình đã lắp trong những căn phòng không được trang bị các cái thiết bị tiêu âm này kia. Cho nên là khi mà mọi người chúng ta lựa chọn một căn phòng, xác định rằng là căn phòng đó là căn phòng để giải trí lắp âm thanh, thì chúng ta cũng cố gắng tập trung sử dụng những cái chất liệu gì đó để cho nó giảm bớt đi cái độ vang của không gian căn phòng, để cho căn phòng, để cho hệ thống âm thanh của mình nó trở lên được hay hơn. Cho dù chúng ta có lắp một bộ âm thanh nhiều tiền đi nữa, nhưng mà căn phòng không gian của chúng ta quá tệ đi nữa thì nó cũng không thể nào mà nó đáp ứng hết được cái khả năng của nó đâu mọi người ha. Cho nên mọi người chú ý giúp mình về cái phần đó. Để mà đánh giá là một cách khách quan thực tế hơn thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ ghé showroom bên mình để chúng ta nghe và chúng ta trải nghiệm về combo này. Thì combo này thì lúc này mình đã có giới thiệu tổng quan qua rồi đó, để mọi người chúng ta đánh giá một cách khách quan thực tế hơn ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.